những chiếc thuyền len lỏi giữa một vùng sông nước. Hai bên là hoa quả trĩu cành. Đây không phải là miệt vườn sông nước miền Tây. Đây là Thanh Hà, Hải Dương, quê hương của quả vải thiều. Địa danh Đồng Mẩn, xã Thanh Khê, một vùng trồng vải rộng lớn của huyện Thanh Hà. Hai năm nay, nơi đây trở thành miệt vườn sông nước được du khách yêu thích đến tham quan. Trước khi mình làm trồng vải thuần thì đương nhiên mình chỉ chăm bón tốt và làm đúng kỹ thuật, sản xuất đến ngày thu hoạch, xem làm sao chất lượng quả vải đạt tiêu chuẩn. Xong đến ngày thu hoạch thì mình bán, nhưng làm du lịch mình làm sao phải để, còn phải để cho khách đến chơi lâu dài, mình phải giữ quả vải là vừa ngon, đạt được chất lượng, mẫu mã để cho khách tham quan để vừa lòng ạ. Từ một người nông dân chân chất, trước chỉ trồng vải để bán, giờ đây chị Liêm còn phải thuê thêm người để chèo thuyền, tạo ra cảnh quan cho sinh động, rồi chụp ảnh cho du khách. Cuối tuần là thời điểm du khách đến tham quan, trải nghiệm vườn vải đông nhất. Cuối tuần thì tôi với các bạn của mình, những người bạn mà từ Hà Nội, Hải Phòng, một là để trải nghiệm vườn vải, cái trái vải thiều của Thanh Hà và trải nghiệm về cái việc du lịch. Thế và sau cái trải nghiệm này chúng tôi thấy là rất là thú vị và hy vọng là các bạn của tôi tiếp tục lan tỏa các cái hình ảnh rồi các cái hương vị trong trải nghiệm ngày càng được nhiều người biết đến. Cũng tại huyện Thanh Hà, địa danh cây vải tổ do cụ Hoàng Văn Cơm năm xưa có công vun trồng đã trở thành một điểm đến du lịch thu hút du khách. Đây cũng là cây vải được xác lập kỷ lục cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam. Cả cây là vải huyện Thanh Hà này đều là con cháu của cây vải tổ tiết ra. Cây vải tổ này đến nay là hơn 200 năm. Cây vải con của cụ là 168 năm, cháu thì 90 năm. Những người nông dân đôn hậu giờ có thêm một công việc nữa là trở thành đại sứ du lịch của địa phương. Sự mến khách nồng hậu của bà con nơi đây đã trở thành một phần vẻ đẹp Thanh Hà mùa vải chín.